Mi si non commetta, ho già messo. Ma volete mi sa una flun. Ahora mismo voy a dejar un ordeno con un chan. Mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Mong về cho mình 6 móc đơn. Sau đó mình sẽ đưa sợi lên này nha. Mình sẽ móc vào dây 6 móc lên trong vòng tròn ma thuật.
hơn sẽ kết ha, lên trên mũi đầu tiên của hàng. Mình sẽ móc vào đây 5 mũi móc xích, sẽ móc vào đây cho mình là các mũi móc chuột. Sau đó móc vào đây cho mình 4 mũi móc xích, móc vào đây cho mình các mũi móc chuột. Vậy là mình đã được một phần cài áo. Đây là thành quả mà mình móc xong một phần mặt cài hình chú chim.